xin chào tất cả các anh chị và các bạn giờ này các anh chị đã ngủ chưa chưa đây 12 giờ kém 15 phút nhé em uh, vừa gọi là tranh thủ cũng đóng cây và bây giờ sẽ trở đi để gửi cho các anh chị nhé trưa ngày 23 tháng 2 đấy nay nó là ngày 12 tháng tháng riêng các anh chị ạ đấy thì cảm ơn tất cả các anh chị đã luôn luôn tin tưởng ủng hộ với kênh núi đồ ngạn đó nhỉ đây các bác nhìn thấy vườn táo mùa này là như thế nào ạ mùa này là mùa mùa gọi là chặt cây thì phát cành và hết vụ nhé. Mình mông chưa? Đây thì nhà em cũng đã chặt gần xong rồi, còn mấy cây nữa thôi. thì số cành thì em vẫn để phần đó anh ký ở Hải Dương nhé, anh yên tâm này. Thứ hai là cũng phải chia sẻ một cái đơn hàng rất là đặc biệt với tất cả các anh chị em. Đây là cảm ơn tất cả anh chị như là em Văn ở Hòa Bình này, ở Lạc Sơn Hòa Bình này, em Dũng ở Hòa Bình này, em Thọ ở Nghệ An này, các anh chị em ở Điện Biên này, Nghệ An này. Vũng Tàu này chung uh, rất rất nhiều bác Đây có 10 tất cả 11 đơn các anh chị ạ Đây đơn nhiều nhất là 100 hơn 100 cây này Em Dũng ở Bình Liêu Quảng Ninh này Đây tất cả những anh chị em Mà đã trồng rồi đúng nhỉ Như năm ngoái như em thọ Năm ngoái tầm này em thọ lấy giống bên em trồng Và cuối năm em đã được thu đúng nhỉ Qua cái việc tư vấn Qua cái việc hướng dẫn của em ấy trồng Thì rất là ok Thì năm nay em lại lấy thêm Quốc thọ tại Anh Sơn Nghệ An nhé Đấy thì em lấy thêm đây Đấy, cây trăm cây À thọ chưa lấy trăm cây, tám mấy cây thôi Đấy tóm lại là như vậy Thì uh, năm ngoái trồng thêm rồi À trồng được rồi, hướng dẫn rồi Quá trình trồng chăm sóc rất là <laughs> Nói chung là không thể bằng ở chỗ anh em chúng em này được Nhưng mà thế là được rồi Các anh chị mới trồng thôi Thì cây nó cũng đã to, cũng đã có quả thu Quả cũng ok Ok nhé, thì uh, gửi cho anh em Nhưng mà riêng một cái đơn của anh Thanh Tại uh, Nông Cống Thanh Hóa nhé Thì uh, anh nói là để gói cho anh thêm một chút quả táo vào đây đấy, và chai nhện đỏ nữa đấy thì em phá em ấy vào đây rồi em gói vào đây rồi thì cũng nói với anh là gói vào ấy bình thường cái táo ấy đóng đi như chúng em là đóng ở túi bóng hoặc là ở xốp bao giờ cũng phải thủng nhé còn đóng đi như kín như thế này thì vào đến nơi chắc chắn là chất lượng nó sẽ giảm hoặc là nó sẽ bị thối nhé hoặc nó sẽ bị hỏng hoặc là gì đấy thì em chưa rõ được đấy em đóng vào đây riêng đơn của anh thanh đây. đóng ít táo xuân táo đài loan vào đây và nó là quả loại cuối vụ rồi các anh chị nhé Đây những vườn táo Đài Loan của anh em chúng em là cuối vụ rồi Nó lại tìm loại quả loại 3 rồi Loại 3, loại 4 để gửi cho anh rồi Nên chất lượng thì nó cũng chỉ là loại 3, loại 4 thôi đây, Đài Loan nữa, suốt cành thì các bác này Còn tại đây ăn cực ngọt, cực giòn nhé Anh đóng cho anh loại quả loại 3, loại 4 thôi Chứ không không tìm được nhà em, không tìm được quả loại to nữa rồi Nên là Đấy, những cây mà suốt cành rồi nhé Nếu anh xem được clip này, anh thông cảm cho cây quả chất lượng nó hàng đầu thì nó vẫn là hàng đầu nhỉ nhưng mà nhà em định hết rồi nên là em cũng tìm cho anh những quả mà loại 3 loại 4 thôi chứ không 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 còn quả to và hai là cũng điện cho anh trước rồi đấy điện ngày hôm qua là trong quá trình gửi nhỉ uhm... nếu bình thường mà đóng mở túi bóng nhỉ? đóng đúng quy cách nhỉ thì nó không sao nhưng mà đóng này để phải đóng kín để gửi đi cho anh và cứ kèm vào cho anh để anh ăn thử em nó ghi từng loại táo ra một rồi các anh chị lấy táo gì em gửi tao đó táo xuân táo đài loan táo đào vàng nhà em đều gửi riêng bó riêng và ghi riêng nhà quả táo gửi cho anh ở thanh hóa đây là đơn đặc biệt một cái đơn mà em gửi gửi quả táo thì đó là gửi cho chị tuệ tại ia grai gia lai nhưng mà đơn đấy thì em gửi bằng ô tô gửi bằng ô tô thì yên tâm hơn nhỉ hơn so với cả gửi giao hàng này thì chị ăn cả cả táo cả cả cam nữa nhỉ cây giống táo cam thì rất là ok còn đơn này là đơn thứ hai mà có anh bảo gửi kèm quả táo vào nhé một đơn rất là đặc biệt đơn cây giống kèm quả táo vào để anh ăn thử thôi em cũng ghi rõ thì cũng nói rõ rồi nói rõ cho anh là cái tình hình là như thế cũng nhỉ nên cái chất lượng nó cũng sẽ thay đổi và nó không thể đúng được như ban đầu đâu anh nhé để có gì thì anh cũng hết sức thông cảm bởi vì cái điều kiện của anh em mình giao lưu nó hơi xa như vậy nên còn các bác mà đến trực tiếp tại vườn đây thì nó sẽ khác hơn rất là nhiều chất lượng ok cây giống đúng không nhỉ thì mọi thứ nó rất là ok còn các anh chị em đã trồng năm ngoái rồi đúng không nhỉ thì năm nay đã được thu thì như là các anh chị em như em dũng này em dũng ở Bình Liêu Quảng Ninh này em Thọ này uh, em rất nhiều anh em đúng không nhỉ thì năm nay đã mở rộng thêm rồi như anh cường ở uh, Cao Phong Hòa Bình đúng nhỉ rồi các anh em ở Hòa Bình đúng không nhỉ hay là trong hôm nay thì cũng rất nhiều anh chị em <laughs> xem lần đầu biết được đến, đến em lần đầu và cũng đã đặt cây như chị ở dưới lạng giang bắc giang đúng không nhỉ chị ở dưới long biên hà nội đúng không nhỉ chị nói là chị chồng táo đại nó cứ nhạt, nhạt thích đi nhảy nhạt như nước ốc ấy. giờ chị chặt cây rồi chị đặt cây của em và gửi xuống cho chị để chị chồng đấy thì là những cái đơn mà em không thể kể hết được nhé mười mấy đơn hôm nay đấy rất là nhiều một xe em trả đầy luôn đấy phải chỗ này phải tầm bốn năm trăm cây các bác nhé bốn năm trăm cây thì cây táo đấy thì cây là cây không có bầu dòng chuẩn dễ đẹp đúng không nhỉ và đặc biệt là đơn của anh tài nhé anh tài ở tại tiên du bắc ninh thì tối hôm nay em mới gọi là đi có thời gian em mới đi giao được cho nhạc phụ của anh nhé tức là anh ấy lấy ở tiên du bắc ninh nhưng mà bố vợ anh ở đây cách khoảng mười mấy cây cũng nhỉ thì anh bảo là có gì thì mang ra cho cụ sáng nay thì cụ cũng điện rồi qua thì hẹn nhưng mà không điện không không sang được đấy thì cũng phải chia sẻ các bác là một cái đơn hàng rất là đặc biệt trong cái ngày hôm nay nhỉ thì ở cánh đồng chúng, chỗ chúng em thì là mùa táo này thì bắt đầu vạc gốc của phá cành gọi là cuối vụ rồi để còn táo đài loan thì anh chị em cân cũng còn rất nhiều các anh chị nhé cân rất là nhiều thì lát em cũng sẽ cập nhật một chút cái tình hình mua bán ngày hôm nay nhé thì để, để các anh chị em cùng giao lưu chia sẻ thì trời thì rất là nắng thực sự là nắng thời tiết này táo nó chín nhanh lắm các bác ạ chín nhanh lắm lớn nhanh chín nhanh và cũng là cuối vụ táo xuân là hết quả táo đài loan thì cũng gọi là một chút nữa thôi đây trên ừ. ừ. này còn tí tẹo nữa không còn nhiều anh chị em ở các xã như Tân Sơn Phú Nhuận thì dự trên đấy thời tiết nó chín muộn hơn nhá đây nó đài loan này các bác quả cuối vụ rồi nhưng rất là nhiều còn nếu mà đang tầm đẹp thì đang tầm chính vụ thì cực đẹp luôn nhé Đúng. đây những quả. quả này không loại quả, có loại 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 3 thôi. Thế thì trong quá trình trồng các anh chị có vấn đề gì thì cứ alo cho em theo số điện thoại 0368052750. 750 cây các anh chị em em đều tư vấn được cách trồng nhé. Đầu tiên là em vẫn cứ hướng dẫn các anh chị là trồng một đất không nhé Tưới ẩm. Sau 2 3 tháng sau các anh chị bón phân tưới nhẹ nhẹ vào để cho ăn lên nhé. Đừng bón lót, thế là ok thôi. Đây cách trồng là cây táo của em là như vậy nhỉ. Cây táo không bầu nhé đây các bác đấy đây, chưa các bác ngắm vườn táo cuối vụ ở chỗ nhà em và một cái đơn giống rất là đặc biệt ngày hôm nay thì để cùng giao lưu và em cũng tranh thủ để gửi cho các bác cho kịp thời vụ nhé bởi vì thực sự là các anh chị là các chị cứ dục và phải gửi nhanh lên để cho chị chồng đúng nhỉ đấy các anh chị cũng dục là như vậy bởi vì là ra riêng rồi mùa xuân là tết trồng cây rồi mùa này là mùa trồng cây các bác nhé đấy còn các bác nào muốn thay cây táo nhỉ cây táo nó già cỗi hoặc là chán rồi hay muốn thay giống nữa nhỉ thì các bác alo cho em đấy những cây táo này có cụ chưa các bác cực kỳ là già tuổi cực kỳ là nhiều nhiều tuổi rồi lâu năm rồi thế nhưng mà rất là ok bác nào mà không muốn giống táo này nữa ăn giống khác nữa nhỉ thay cây thì alo cho em nhé thì em cũng gửi cho các bác Một nữa xin chân thành cảm ơn các bác bây giờ em sẽ và đi gửi cho các bác để các anh chị chỉ cần việc nhận cây thanh toán tiền tại nhà sau đó là chưa có gì chưa có gì có gì chưa rõ thì alo cho em theo số điện thoại 0368052750 cảm ơn tất cả các anh chị đã ủng hộ các anh chị ba miền bắc trung nam đúng nhỉ các anh chị đã trồng rồi các anh chị phản hồi rất là rất là tuyệt vời đúng nhỉ đấy em thấy rất là sướng bởi vì đem lại cái nguồn thu cho tất cả các anh chị đúng nhỉ cây chuẩn giống đẹp rồi thì mọi vấn đề mà chưa rõ thì em đều tư vấn được cho các anh chị theo cái kinh nghiệm của anh em chúng em đã làm để các anh chị em vận dụng Em một nữa xin cảm ơn các anh chị chúc các anh chị thành công anh chị cần cây táo giống táo đài loan táo xuân táo đào vàng táo chua không nhỉ alo cho em theo số điện thoại 0368052750 địa chỉ tại phi điền lục ngạn bắc giang để có điều kiện các anh chị về đây chơi thăm giao lưu và cùng tìm hiểu về táo để... em xin kết thúc video tại đây xin chào và hẹn gặp lại các anh chị